Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cái đầu nó trao đảo, ví dụ như khi mà em nằm xuống cái gối thì cái đầu nó chạm cái gối hay là chạm cái gì thì nó quay rất là mạnh, thấy cái nhà nó xoay vòng kèm theo là buồn nôn. Và lúc đó thì em bác sĩ thường là hay uống là cái hoạt huyết chuyển não. Dạ đúng rồi. Dạ hoạt huyết chuyển não. Và cái thỉnh thoảng đó, thì nó tái đi tái lại. Còn gần đây nhất đó, thì trước Tết là em bị bác sĩ nặng khoảng tháng. Rồi sau đó, sau Tết lên hết, nhưng mà mới đây em không biết là khi mà em mất sai dùng mặt thì em xoay cái tay, xoay chỗ cái dùng tay này thì nó lại bị cái này. Dạ, em xoay mạnh thì sau khoảng trăm cái, hai bên này, thì nó bị trở lại. Mà cái tay có đau? Dạ không, nhưng mà trước hồi nhỏ tới lớn thì em chịu khoảng hơn 20 năm nay được, chịu được rồi, nhưng mà em bị viêm tay giữa không thấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà viêm tay giữa thì hết rồi. Nhưng mà trước đó thì nặng, trước là từng bị. Mà viêm tay giữa là viêm bên đây? Dạ, viêm hai tay luôn. Hai tay luôn? Dạ. Không, xin cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Tôi cũng nói như thường là hồi nãy giờ thấy ai mà nói đó là tình hình cái tôi hỏi có bị viêm tay không? Và khi viêm tay thì chị này mà khi mà chị bớt rồi chị lại xoa vô thì nó lại bị lại. Thì mọi người biết là sao? Cái ổ viêm nó chưa hết. Cái ổ viêm nó chưa hết. Thế nó vẫn còn nằm ở đó, nó quên thôi. Và khi nào mà nó nhớ lại là mình khởi động nó lại thì nó sẽ bị trở lại. Bây giờ cũng vậy, bây giờ nếu như trong trường hợp ta khởi động lại chị này cũng sẽ bị lại. Bởi vì lý do là cái chữa cái rối loạn thần kinh ấy, ở đây chúng tôi là dùng cái cơ bản nhất là cái dùng đá để mà chữa nó. Nhưng mà những cái trường hợp như mà viêm tay thì không có chữa nó được mà nó phải chữa lại. Đấy, cho nên cái này là hơi khác biệt chút xíu. Anh cho cái dấu tay. Bây giờ chị bước ra đây, chị ngồi xuống cái dậy qua, chị có thể dậy chịu không? Không, bây giờ cái này, em lấy cái đi ra đây, qua đứng bước mặt, qua đứng dậy chịu không? Này, nhưng mà chị đặt đá làm cho chị thấy sao? Chị rất khỏe, phải không? Dậy chịu đấy. Thì... ví dụ như em nằm xuống gối, em nằm xuống tới đầu em chạm cái gối thì nó quay. Bây giờ thử nằm, thử coi coi có quay. Cái này không sao đâu, để xem anh ngồi lên đây. Chị cứ tự nhiên coi như vậy. Ok, cứ thoải mái. Rồi giờ là biết rồi. Ok, sao rồi? Không có quay nữa. Xin mọi người cho anh đàn bóng tay. Dạ, ở nhà lúc mình nằm xuống cái đầu thì nhạc xuống gấu thì có cảm giác là nó quay, nó xoay cái đầu mà cái mình nhìn cái nhà nó quay. Nhưng mà từ nãy thì chúng tôi chờ chạm đá thì thấy nó tầm nãy thì nó không có được nữa. Dễ chịu quá ha. Dạ dạ. Rồi xin cảm ơn. Về cho Vượng nghe chút xíu. Thập chỉ đạo
hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.